Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng nhanh, hiện nay Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương khác đang tập trung để nhanh việc hoàn thành tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng COVID-19. Đây là biện pháp hữu hiệu giúp giảm ca chuyển nặng và tử vong. Với mục tiêu đến cuối tháng 3 này sẽ hoàn thành 100% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm chủng mũi 3 vaccine phòng COVID-19, nên ngay từ sau Tết, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các quận huyện huy động nhân lực, trang thiết bị để khẩn trương tiêm chủng. Đến ngày hôm nay, ngày 6 tháng 3, toàn thành phố có hơn 551.000 người đã tiêm chủng mũi 3, đạt tỷ lệ 63%. Các địa phương cũng chú trọng rà soát, tổ chức tiêm với những trường hợp chưa được tiêm chủng trước đây. Ngày 7 tháng 3 là đợt vét cuối cùng. Trong đó đồng thời là quận cũng đã gửi thông báo đến cho các tổ dân phố, yêu cầu tất cả các trường hợp đấy là phải đến để tiêm chủng. Những trường hợp mà đặc biệt là không có, vì lý do là không thể chích được, thì sẽ làm công cách. Còn đối với những đối tượng còn lại là bắt buộc phải chích, nếu không phải xử phạt theo quy định. Qua rà soát, Đà Nẵng có hơn 2.000 trường hợp chưa tiêm chủng vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả các trường hợp chống chỉ định. Với nhiều trường hợp chưa tiêm, nhất là người già yếu, ngành y tế đã tổ chức tiêm tận nhà. Tuy nhiên, vẫn còn có một số trường hợp không chống chỉ định nhưng vẫn không đồng ý tiêm. Đây là điều đáng lo ngại, bởi thực tế các ca chuyển nặng thời gian qua chủ yếu là không tiêm chủng. Tất cả các ca nặng, tất cả các ca tử vong thì tỷ lệ gần như là chưa tiêm chiếm rất là cao. Cho nên là đề nghị Sở Tư pháp tham mưu nghiên cứu sớm để tham mưu cho lãnh đạo thành phố về các cái nội dung về mặt pháp lý liên quan đến cái việc mà không tiêm để đảm bảo công bằng cho toàn xã hội. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 hàng ngày tại Đà Nẵng liên tục tăng nhanh và 2 ngày gần đây đã gần chạm mốc 2.000 ca bệnh. Trong khi đó, theo thống kê trong cả nước, thì so với tháng trước, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tăng gần 198%. Tuy nhiên, số ca tử vong giảm hơn 47% và số ca nặng, nguy kịch giảm hơn 43%. Hiệu quả của vaccine là rõ rệt. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm chủng và trong tháng 3 này hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người dân.